đẹp quá à. Chị, em cắt miếng mày nè. Bố. Trời ơi, con quỷ. Mày nghĩ sao vậy? Tao chưa đủ thiếu giải mà còn đòi cắt đồ tao. Để em lao cho nó. Răng tao tạo không đánh nó là đánh dài. Trời ơi, em sao bây giờ này? Ai cho tôi việc làm không? Thôi, một năm vừa rồi, ta đã giao gì cho các người. Người đã phạm trọng tội. Tội gì Ngọc Hoàng? Lời biến, ăn hay không? Bây giờ, ta quyết định, ta sẽ đẩy các người xuống hạ giới để thực hiện một cái chương trình gọi là ước mơ của em. Thì này, các người sẽ dùng đầu óc nè, dùng tay chân, và dùng cái để làm những ước mơ cho các bé thiếu nhi. Khi rây tiên được 10 chấm, các người mới được lên thiên đàng. Tay chân ra lên trời, tay ra ngang bờ vai, tay tự ra trước ngực, buông cả hai tay. Mẹ ơi. Không gì đâu, các cô là các bà tiên. Con ước mơ làm ca sĩ phải không? Cô sẽ giúp con thực hiện ước mơ của mình. À, cái này hả? Là con ve chó của cô. Làm ca sĩ đầu tiên là phải hình thức. Mà hình thức thì để em chú rẽ, lau. Tên đêm. Và tiếp theo sẽ là màn trình diễn hết phút. Vừa đi vừa luyện thanh luôn. Mà mày còn cái bạn ca sĩ thầy có cả chú hiệp sĩ nhá, phải viết thư gửi lên chương trình. Đây phải là bé Thiên Ân ở đây không? Chú là chị Thiên Vương của chương trình Ước Mơ của em. Đâu ra vậy? Tụi em là tiên. Bị đày xuống đây làm ước mơ của em. Mà ở trển á, không uống thuốc đầy đủ rồi hiểu luôn à ha. Mấy bà giặt qua một xíu. Khi ước mơ của con là làm ca sĩ đúng không? Chú sẽ dẫn con, bên cạnh đó thì chú sẽ dẫn luôn tâm cái bà này, biết là chú biết ở đầu ra thực hiện ước mơ luôn. Lao ra ngoài xe sạch rồi, đi cho khách đi. Đi vô nhanh đi trời ơi, đi vô. Các bà đã làm rối tung rối mù hết rồi. Bởi vì các bà không có tổ chức. Tôi đại diện cho công ty MKG ra quyết định. Bà Tiên Hot, bà Tiên Tân, em Bèm làm người trợ giúp hen. Còn bà chỗ trà kia nữa. Còn bà Tiên Điệu. Yeah, cho thêm Ê, cuối cùng là mình làm cái gì? Mày có biết không? Làm đầu sỏ của một công ty nó phải dễ. Có nhiều em gái lắm. Các biên tập sắp xếp mọi cái đó hết. Em sợ lắm. Tập trung chuyên môn đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Mai Phương rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Ước Mơ Của Em. Ước mơ của con là gì nào? Ước mơ của con là một nhà bác học. Muốn làm đạo diễn để làm ra từng dịp phim hay cho mọi người coi.